Sau hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất lớn nhất cả nước. Ngoài ra, thành phố mang tên Bác còn sở hữu cho mình những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà hay bưu điện thành phố. Để du khách có những khoảnh khắc thú vị và lưu giữ lại những ký ức đẹp, có một nhóm bạn trẻ đã gói gọn những công trình kiến trúc độc đáo của thành phố Hồ Chí Minh vào trong một cuốn sách mang tên Sài Gòn Phố, được xem như là bản đồ du lịch cho những ai chưa một lần đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh có một cái nhìn trực quan. Nhóm bạn trẻ ấy cùng đến từ khoa mỹ thuật Trường Đại học Văn Lang, gồm 4 thành viên là Bích Thảo, Thanh Trúc, Tuấn Phát và Hoài Vũ. Các bạn thực hiện Sài Gòn Phố theo hình thức pop-up bằng cách sử dụng các kỹ thuật cắt, dán và gấp giấy để lần lượt gói các công trình kiến trúc nổi bật của Sài Gòn vào quyển sách để mang tính chất đặc trưng của Sài Gòn nhất. Ý tưởng ban đầu của quyển sách Sài Gòn Phố này thì bắt nguồn từ một môn học tại trường của tụi mình. Thì lý do mà tụi mình chọn Sài Gòn và các địa điểm du lịch đặc trưng của Sài Gòn để đem vào quyển sách là vì cả 4 người trong nhóm đều là từ những tỉnh thành khác đến Sài Gòn học. Tụi mình bị ấn tượng với những công trình kiến trúc đó và muốn bằng những cái môn học, những cái mình đã học được ở trường đem vào quyển sách và truyền tải đến cho người xem. Để hoàn thiện được cuốn sách, mỗi thành viên chịu trách nhiệm một khâu. Khâu đầu tiên là biên tập nội dung và kỹ thuật dựng pop-up. Kế đến là nghiên cứu các công trình, vẽ minh họa. Khi đã có các bản vẽ thì tiến hành dựng pop-up, ráp sách hoàn chỉnh và khâu cuối cùng là kỹ thuật dàn trang in ấn. Điểm đặc biệt là mỗi trang sách lại có kỹ thuật gấp riêng, không trang nào giống trang nào nên khâu gấp và vẽ phải thật sự ăn ý với nhau. Người vẽ và người gấp phải chọn được điểm nhấn của công trình kiến trúc để cho nổi lên. Phải đảm bảo được kích thước của điểm nhấn sao cho khi mở cuốn sách thì điểm nhấn đó sẽ được dựng lên ấn tượng và khi gấp sách lại vẫn nằm gọn trong trang sách. Bên cạnh đó, việc chọn giấy cũng gian nan không kém. Để đảm bảo quyển sách này dù lật qua lật lại nhiều lần vẫn không bị hư, bị rách thì đòi hỏi giấy gấp phải đủ độ bền và độ cứng mà vẫn không quá thô. Và để cho người xem có cảm giác từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, các thành viên trong nhóm phải luôn tập trung tinh thần, sự tỉ mỉ, đặc biệt là tính kiên trì vì Sài Gòn Phố đa phần các khâu đều thực hiện bằng thủ công. Nhóm mình thực hiện cuốn sách Sài Gòn Phố khó khăn thì nhiều. Thứ nhất là về những góc thể hiện về minh họa. Tụi mình sẽ dùng những cái góc chụp khác nhau để tụi mình có thể hình dung ra cái công trình kiến trúc nó như thế nào để mình thể hiện lại nó chính xác nhất. Tụi mình phải đi lựa những cái giấy để nó phù hợp với lại cái sách ướp vừa cứng, vừa màu lên đẹp, vừa có thể mở ra nó có thể dựng nổi được khi người xem mở ra mở lại như vậy. Mỗi trang sẽ chứa đựng cho mình một phối cảnh, cho nên qua mỗi lần lật trang, Sài Gòn Phố mở ra lời giới thiệu về một Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh năng động, trẻ trung nhưng cũng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa độc đáo, hấp dẫn. Tiếp theo, tấm bản đồ hướng dẫn về thành phố Hồ Chí Minh để du khách có thể thoải mái tìm cho mình một điểm đến cần khám phá như khuôn viên xanh mát của Hồ Con Rùa nhìn từ trên cao xuống, hay kiến trúc đặc trưng của các di tích lịch sử văn hóa như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành và những cây cầu mang những giá trị lịch sử đặc biệt như cầu Móng, cầu Bình Lợi. Trong đó, ấn tượng hơn phải kể đến một số chi tiết như xe buýt, xe con, cano đều có thể di chuyển được ngay trên trang giấy, tạo nên sự sinh động và lạ mắt cho người xem. Cùng với phần hình ảnh, mỗi trang sách đều có phần viết tóm lược lịch sử cũng như các thông tin về từng công trình kiến trúc cụ thể. Sài Gòn Phố còn sử dụng song ngữ Việt Anh rất thuận lợi cho du khách nước ngoài khi khám phá Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đầu nhìn vào thì mình cảm thấy rất là ấn tượng tại vì cách thể hiện của nó rất là mới lạ, theo phong cách hoàn toàn mới như vậy. Về nội dung thì mình cảm thấy nó rất là cô đọng trong các công trình để mà chắt lọc ra được các thông tin đó để mà đưa vào cuốn sách để cho người khác có thể hiểu và cảm nhận được nó thì là điều rất là khó.
Sài Gòn phố như một thước phim sinh động tạo nguồn cảm hứng cho những ai chưa đến Sài Gòn. Và Sài Gòn phố cũng được xem như một món quà trả ơn cho vùng đất đã giúp các bạn trưởng thành. Đặc biệt, sách pop-up Sài Gòn phố của các bạn đã được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 8 sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến bạn bè thế giới như một cái nhìn mới mẻ về một thành phố năng động bậc nhất của Việt Nam thông qua các công trình kiến trúc tiêu biểu.